Đây là chiếc Mini Cooper 2015 đầu tiên ở miền Bắc nâng cấp hệ thống cúp điện tự động. Hãy thử nha. Mình ấn mở cốp này. Đó, cốp lên cực kỳ êm luôn. Đó. Đóng cốp này, ấn này. Đó. Mở cốp này. Ngoài ra thì ở đây còn có một công tắc đóng cốp này. Ngoài ra thì ở phía phần dưới cái phần tay lái vô lăng ấy, thì ở đây cũng có một cái nút đóng mở cốp này. Ấn vào đây thì cốp cũng sẽ đóng xuống. Đó. Rất là tiện. Và ấn vào đây thì cũng sẽ mở cốp được. Đó. Không cần phải đi ra tận nơi để mà cốp, cực kỳ là tiện luôn.